Đây là quãng đường AB. Quãng đường AB. Nó tưởng tượng vậy thôi. Đường AB. Và đây là 400 km. Hai xe đi ngược chiều nhau. Vậy thì ngay đây các em tưởng tượng tính vận tốc mỗi xe. Tính vận tốc mỗi xe. Tức là gọi anh này là VA và VB. Này, vận tốc của A. VA bằng x. Vận tốc của B. Y hả? Đấy, họ hỏi cái gì gọi cái đấy. 5 giờ thì gặp nhau ở vị trí C này. Như vậy cái câu đầu tiên đó là 5 giờ gặp nhau thì em thấy là S AC cộng S BC 400 và đúng quãng đường AB, tổng hai quãng đường bằng 400, quãng đường bằng vận tốc nhân thời gian, vận tốc thì là x, thời gian là 5 cộng với quãng đường BC thì bằng vận tốc là y, thời gian cũng là 5 400. Vậy các em có một phương trình rất đẹp, nhưng tình huống sau nó lại hơi khác một chút. Tình huống sau này nếu vận tốc mỗi xe vẫn không thay đổi này, nếu tức là đến chuẩn bị phương trình hai rồi đấy, vận tốc không thay đổi tức là vẫn là x và y, nhưng xe đi chậm xuất phát trước xe kia 4 phút. Rồi thì cứ hai xe này nó bình đẳng nên gọi là xe đi chậm là B đi, xe đi nhanh là A đi, hai xe nó bình đẳng với nhau mà. Bình đẳng nó ngang hàng nhau vậy nên gọi là xe, giả sử xe đi nhanh là A. Đấy. Vậy thì xe đi chậm xuất phát trước 40 phút thì hai xe gặp nhau sau 5 giờ 22 phút. 5 giờ 22 phút đổi ra giờ bao nhiêu giờ nhỉ? Nay dạ 5 giờ 22 phút bao nhiêu giờ? bằng 161 phần 30. 161 phần 30 giờ. Thế còn 40 phút thì bằng 2 phần 3 giờ. Là bằng 2 phần 3. Rồi đấy. Xe đi chậm xuất phát trước, tức là xe của B đi trước. Như vậy, 5 tức là bằng này giờ hai xe gặp nhau. Đấy. Nhưng mà bản chất là xe đi nhanh là anh ta đi đúng bằng này. Có nghĩa là xe đi A, là thời gian của A. Cái A là xe nhanh. A nhanh, B chậm nhé. Chúng ta tưởng tượng vậy. A là nhanh, B thì đi chậm. Tưởng tượng vậy thôi. Vì là chúng ta sau này thì giả sử. Vậy thì thời gian của A, TA. T của A thì đúng bằng 161 phần 30. Còn TB, thời gian của B đi trước nhưng thời gian nó nhiều thì cộng thêm 2 phần 3 nữa là 161 phần 30 thì cộng thêm 40 phút đi trước nữa, quy đồng ra nó bằng bao nhiêu nhỉ? Tối nay một sáu mốt phần 30 cộng 2 phần 3 Bằng 181 phần 30. đâu là cộng 2 phần 3, 181 phần 30, 181 Vâng. phần 30 đó. Vậy thì phương trình của nó là gì? Thời gian. Vậy thì các em tưởng tượng là quãng đường này gặp nhau AB đây,
AB đây. Nhưng nó gặp nhau ở chỗ này. Chỗ M đi. Vì cái với phương án này nó sẽ gặp nhau ở M. Vậy thì SM S của AM S của BM cũng sẽ vẫn bằng 400. Quãng đường AM thời gian thì bằng quãng đường quãng đường bằng vận tốc nhân thời gian. Vận tốc vẫn là x. Thời gian đây là 161/30 cộng với chỗ này là quãng đường BM, quãng đường và cũng bằng vận tốc nhân thời gian, vận tốc vẫn là y. Thời gian là 181/30 thì bằng 400. Đó, như vậy các em thì có hai phương trình. Phương trình thứ nhất là đây. Phương trình thứ hai là đây. Hai phương trình. Đó, Tuấn Anh có ra vậy không? Thầy có đây. Rồi đấy. Bây giờ không gửi, Tuấn Anh gửi bài được không? Bây giờ chúng ta sẽ trình bày như sau. Gọi vận tốc xe đi từ A. Là x chuẩn bị được km trên giờ, x lớn không, vận tốc đi từ B là y km trên giờ, y lớn không. Ở đây giả sử xe đi từ A là xe đi nhanh. Suy ra x lớn hơn y. Dòng này, lúc đầu trong 5 giờ quãng đi được, quãng đường đi được. Quãng đường xe A đi trong 5 giờ là quãng đường bằng vận tốc nhân thời gian x 5 nhân x km, quãng đường xe B đi trong 5 giờ là 5y, kết thúc vẫn là km. Ta có 5x 5y 400. Và em chia cả hai vế cho 5 đi. X cộng y 400 sẽ bằng 80 là 1. Rồi, ta lại có nếu xe B đi trước 40 phút, 40 phút bằng 2/3 giờ thì hai xe gặp nhau sau 5:22 em đổi ra cái này là bằng bao nhiêu nhỉ, 161/30 giờ. Đấy, đây là câu của đề bài, nghĩa là
là CA, tức là nghĩa là đến lúc gặp nhau, đến lúc gặp nhau thì CA đi 161/30 đi được, đi trong 161/30 giờ. Xe B đi 161/30 cộng 2/3 bằng, em tính ra là 181 à? Thì 181 bao nhiêu? phần 30 giờ. Có hai cái số giờ này rồi, đúng không? Xe A, cả quãng đường xe A, quãng đường xe A đi trong 161 phần 30 giờ là 161 phần 30 quãng đường một thời gian, quãng đường vận tốc của thời gian hay là thời gian nhân vận tốc km, quãng đường B trong 181 phần 30 là 181 y km cộng lại cũng bằng 400, ta có phương trình một sáu mốt phần ba mươi cộng 181 phần 30 y 400. Em quy đồng đi, 161x cộng 181y 400 nhân 30 nhân 3 12 12.000. Từ 1 và 2 ta có hệ phương trình hệ phương trình là x cộng y bằng 80. Chữ này có phải chữ này không? 1 80 là 161x không? Cộng 181y 181y là 1.000, 12.000. B Này có lẽ các em dùng con thế thì hệ số không? sẽ bằng y sẽ bằng 80 chữ x thay ở bên dưới này 161x cộng 181 y, đây là 80 chữ y là 80 chữ x 12.000. Rồi. Đường y 80 chữ x quy đồng này ra 161 cộng 181 x 80 là bao nhiêu? Bao nhiêu? Một bốn bốn tám mươi trừ 181 đi bằng 12.000. Y sẽ bằng 80 chữ x
Đây là 161 trừ 181 là âm 52 mx bằng này trừ đi 12.000. 2480. Và cái này các em sẽ giải ra được x sẽ bằng một trăm hai mươi bốn. Y âm thì ơi, y âm x sẽ bằng 124. Y âm à? Y bằng trừ 44. Trời ơi, xem nhầm chỗ nào không? Có lẽ nó bị nhầm chỗ nào đấy chắc. À, thế là 12. Em đang nghĩ là không, thể em đang nghĩ là x trừ y với cả là trừ 181y. Từ từ, trừ 181 thì xem nhầm chỗ nào. Nhìn thấy nhầm chỗ nào không? Bốn trăm nhân 30 12.000. 61 181. Nhầm chỗ nào? Nhìn kỹ cho là nhầm. Bài chơi. Thế thì lên sẽ đẹp. Đấy. Xe đi chậm xuất phát trước. Xe đi chậm xuất phát trước, tức là thời gian của B nhiều hơn thời gian của A. À, kể từ lúc xe chậm phải hành. Trời ơi, kể từ lúc xe chậm phải hành cơ, đúng không? Kể từ lúc xe chậm phải hành, như vậy là cái xe chậm. Anh kia phải lấy xe chậm phải hành, vậy anh kia phải là 161 trừ đi. Như vậy là xe B phải đi hết 161 phần 30. Em sửa lại lần này thì đây. Nó nhầm chỗ này đây. Xe đây là xe B sẽ phải đi trước mà, xe B. Sẽ đi hết bằng này, còn xe A. Xe A sẽ đi hết. Cái này phải trừ đi. Xe A đi sau mà. Đúng không nhỉ? Xe B đi hết bằng này, còn xe A thì đi ít hơn. Kể từ lúc xe B khởi hành, vậy thì xe B thì chắc chắn là 161 rồi. Vậy thì các em tính ra là 161. Vậy là trừ 141 thôi. Đấy. Xe đây là xe A khởi hành là 141. Còn xe B khởi hành là 161 thôi. Vậy thì cái này là 141. Bằng 400. 141. 161. 12.000 đấy. Đấy, có hệ phương trình khổ thân sửa lại mất bao nhiêu thời gian. 141, 161, 41, 61, 41, 161 trên 80 là bao nhiêu? 161 nhân 80 bằng 12.880. Chỗ này sẽ là vẫn âm 20x sẽ bằng 880. Không,
Vậy thì x sẽ bằng 880 chia cho 20. X sẽ bằng 44. Y sẽ bằng 36. Đây em là thỏa mãn điều kiện. Vậy. Vận tốc xe đi nhanh từ A là 44 km/h. Vận tốc xe đi chậm từ B rồi xem bài của tuần này. Tiếp theo em gọi thời gian. Gọi vận tốc ban đầu là gì? Anh nhớ. Gọi vận tốc. Vận tốc gì? Ban đầu. Ban đầu. Là gì? Đấy. Chín mấy trên giờ. Chờ x lớn mấy? Lớn hơn 10. Lớn 10 rồi. Sao nữa? À, tiếp theo anh gọi tiếp là gọi thời gian chạy, gọi thời gian dự định là y. Gọi thời gian dự định là y. Dự định là giờ. Y lớn hơn mấy? Lớn không? Lớn không. Hả? Đầm, y lớn hơn 3 thầy, y lớn hơn 3, y lớn hơn 3. Rồi. Rồi, sao nữa? Không, là em sẽ trở lại quãng đường ban đầu là x nhân y. Quãng đường ban đầu đúng không? Đường. Là x y km. Đó là vẫn được, vẫn tốt như thời gian rồi. Nếu xe chạy nhanh hơn 10 km, trường hợp 1, xe chạy nhanh hơn 10 km thì vận tốc thực tế là bao nhiêu đây? Thì x cộng 10. Đó nha. X cộng 10. Thì ra thời gian thực tế và y trừ 3. Y trừ 3. Đâu? Sớm hơn dự định, tức là y trừ 3 rồi. Rồi. Đã có. X cộng 10. Tức là em vận tốc đến thời gian là y trừ 3 bằng x y bằng với nhân ra. X y trừ 3 x cộng 10 y trừ 30 bằng x y. Được phương trình ở đây là cái x y này dưới x y bên này rồi. Trừ 3 x cộng 10 y có 10. Tương đương với gì đây? Trừ x. À không chia được nữa, hết cỡ rồi. 1 thôi nhỉ. Yeah. Trường hợp 2. Chậm 10 km. Trường hợp 2. Xe đi chậm hơn 10 km/h. Đây, chỗ này là km/h nhé. Suy ra vận tốc thực tế
x trừ 10. Giờ thời gian thực tế là bao nhiêu? Thời gian thực tế là y cộng 5. Y muộn mà. Thế. Y cộng thêm 5 à? Các bạn cộng thêm 5 chậm 5 giờ. À. Sớm 3 chậm 5 đúng không? Y cộng 5 giờ. Ta có thời gian là x trừ 10. Vận tốc nhân thời gian y cộng 5 sẽ bằng y. Ta nhân ra y cộng 5x trừ 10y trừ 50 bằng x. Nhưng đây là 5x trừ 10y bằng 50. Tôi giảm bớt đi. X trừ 2. À, ta có hệ phương trình cũng được, hoặc là rút ngay ra như này tương đương x sẽ bằng 25 2y cộng với 25 là 2. Nhưng mà thay 2 vào 1 ta có đỡ bị hẹn. Ví hiểu chưa? Có đây là trừ 3. X ở đây là 2y cộng 25. Đây là trừ 3x cộng 10y bằng 30. Đây này. Theo chỗ này. Đấy. Giải này ra trừ 6x trừ 75 cộng 10y bằng 30. Như vậy là 10 trừ 6 rồi. À đây là 10y 4y 30 cộng 75 số xấu rồi nhỉ. 105 y sẽ bằng 105/4. Suy ra x sẽ bằng 2 nhân với 105/4 cộng 25. Thế ra kết quả vậy. Có cái gì sai sai thế? Em ra kết quả khác đẹp đúng không? Em ra kết quả đẹp ạ, ra 40 với cả 15. Đây là xem nào, x y cộng với 5x trừ 10y trừ 50 bằng x y. Muộn 5 giờ. À ok, thế này. Em ra rồi, em nhìn thấy. Em nhìn chưa nào. X 2y bằng 5, x trừ 2y bằng 5. Ai ạ, x trừ 2y bằng 10. Rồi rồi, bằng 5 thôi, đúng không? Bằng 10, bằng 10, bằng 10. Chia cho 5 mà. Bằng 10. Giúp vội vàng. Rồi, nhất trí 10. Vậy thì cái này là x sẽ bằng 10 cộng 25. 10. 10. Rõ ràng đẹp như vậy mà. Như vậy là trừ 30. Y 30, 30 là 60. Vậy thì anh này sẽ là 60 chia cho 4 là 15. X sẽ bằng 2 nhân với lệ 15. X dùng bao nhiêu? X 30 cộng 25 là 55. Đây thỏa mãn. X bằng 40 thầy ơi. 2 nhân 15 cộng 10. À, cộng 10 vẫn cộng 10. Đây cũng thỏa mãn. Rồi. Vậy tốc đầu là
40 km trên giờ, thời gian dự định. À, 15 giờ đi mất một ngày đó. Đó, các em tiếp tục làm hai cái bài tập theo này. Quãng đường AB là quãng đường bằng vận tốc nhân thời gian 40 nhân 15 bằng 600 km. Thế thôi. Ta làm hai bài này nhé. Gọi vận tốc cano, gọi vận tốc thuyền. Thuyền. Khi nước yên lặng. Là x km trên giờ lớn không? X lớn hơn y nữa thầy. À, tiếp này. Gọi vận tốc dòng nước là y km trên giờ, y lớn không? Và x lớn y đấy, suy ra là vận tốc xuôi, vận tốc thuyền khi xuôi dòng xuôi thì bằng x cộng y km trên giờ tốc thuyền khi ngược dòng là x trừ y giờ. Thời gian thuyền xuôi dòng 5 km bằng thời gian thuyền ngược dòng 4 km. Rồi bây giờ là quãng đường xuôi dòng là đường xuôi là quãng đường mà vận tốc nhân thời gian không. Vận tốc xuôi, vận tốc ngược rồi. Thời gian xuôi 5 km. Rồi, thời gian xuôi dòng 5 km
là thời gian mà quãng đường chia vận tốc 5 chia vận tốc là x cộng y. Và thời gian ngược dòng 4 km là 4 trên x trừ y. 4 trên x trừ y. Giờ ta có 5 trên x cộng y 4 trên x trừ y. Đặt đây là 1. Ngoài ra lại rồi thời gian xuôi 4 km là thời gian ngược 40 km là rồi. Tiếp tục thời gian xuôi đoạn 2 là thời gian xuôi, thời gian xuôi 40 km là 4 trên x cộng y. À. Thời gian ngược 40 km, tức là đi ngược về đấy, là cũng là quãng đường chia vận tốc. Tổng hai này là 4 tiếng rưỡi, ta có 40 trên x cộng y cộng 40 trừ y 9/2 là 2. Từ 1 và 2 nó có hệ phương trình. Có hệ phương trình. Đây là 5 trên x cộng y bằng 4 trên x trừ y. Năm trên x cộng y 4 trên x trừ y. Phương trình 1, phương trình 2 là 40 trên x cộng y 40 cộng với trên x trừ y bằng 9/2. Đây là phương trình hệ ẩn phụ rồi, chúng ta đặt một trên x cộng y bằng a, một trên x trừ y bằng b. Ta có hệ năm a bằng 4b, 40a cộng 40b 9/2 đường với đây a sẽ bằng 4b trên 5, 40 nhân với 4b trên 5 cộng 40b 9/2 tương đương a 4b trên 5. Đây là 40 trên 5 8 8 4 32 32b. 32b cộng với lại 40b là 72b. Bảy mươi hai bên 9/2 đường với lệnh đây là b bằng 8/16 đúng nhỉ, 9/8 9 1/16 bằng a sẽ bằng
4 1 phần 20. Thì đó suy ra. Suy ra điều này. B bằng này. Thế nên x cộng y. X cộng y thì sẽ bằng 20. Và x trừ y sẽ bằng 16. Tương đương với 2x sẽ bằng 36. Y sẽ bằng x trừ 16. X thì sẽ bằng 18. Y sẽ bằng 2. Thỏa mãn. Người ta hỏi là gì nhỉ? Người ta hỏi là vận tốc dòng nước. Vậy vận tốc dòng nước là 2 km/h. Okay. Tuấn Anh thì nói là cái làm thế nào? Dạ, thầy em đặt vận tốc dự định của ô tô là x. Vận tốc dự định. X km trên giờ. X lớn mấy? X lớn 0, x lớn 0. Rồi. Thời gian dự định. Rồi, thời gian dự định ô tô là y. Khoan đã thầy. Ơi. X lớn 10. Tăng lên 10. Rồi. Thời gian dự định là y giờ x lớn 10. Mình cần tăng lên 10 cơ mà. Giảm 10 tăng 10 cơ mà. Giảm 30 phút tức là x lớn 1 y sẽ lớn hơn 1 phần 2 nhỉ. 30 phút bằng 1 phần 2 giờ. Không sao nữa. Quãng đường bắt đầu là rồi em tắt mic đi. Là x y km. Trường hợp 1. Trường hợp 1, nếu vận tốc giảm 10. Giờ thì vận tốc thực tế là giảm 10 tức x trừ 10 km trên giờ. Thì thời gian tăng 45 phút, thời gian thực tế là (3/4 giờ). Thời gian thực tế là y cộng 3/4. À, ta có x trừ 10 y cộng 3/4 bằng x y tương đương với x y cộng 3/4 x trừ 10 y trừ 30/4 là 15/2 bằng x y. Ở đây là 3/4 x trừ 10 y bằng 15/2. Em quy đồng nó gọn là mẫu chung là 4 thì 3 x trừ 40 y 30 trừ 1. Rồi xuống trường hợp 2. Trường hợp 2, nếu
vận tốc tăng 10 thì thời gian giảm 30. Nếu vận tốc tăng 10 km/h thì vận tốc thực tế là x cộng 10 km/h. Rồi. Thời gian thực tế là nếu vận tốc tăng thì thời gian giảm y trừ đi 1/2, ta có vận tốc thì thời gian là x cộng 10 nhân y trừ 1/2 y đường y trừ x/2 y trừ 5 bằng x y. Em vừa bỏ mẫu vừa quy đồng luôn, vừa diệt luôn y rồi, trừ x cộng 20 y 2 thì 1/2 ta có hệ được, hoặc là như đây à, đây từ đây tương đương x sẽ bằng 20 trừ 10 là 2, thay 2 và 1 ta có 2 và 1 ta có 30x. 30x đây là 20y trừ 10 trừ 40y bằng 30. Sáu trăm y trừ 300 trừ 40 y bằng 30. To thế nhỉ, 3x chứ không phải 30x, là 3x chứ đâu, 3x. Nên là 360 60y trừ 40y là 20y. Bằng 330. À đây 30 thôi. Bằng 60. Y sẽ bằng 3. Thỏa mãn. Suy ra x sẽ bằng x sẽ bằng 2, 3 là 6, 6 trừ 10 là 50. Thỏa mãn luôn. Vậy người ta hỏi cái gì? Tính vận tốc và thời gian dự định ô tô. Vậy vận tốc ô tô là, vậy vận tốc ban đầu. Vậy vận tốc dự định là 50 km/h. Thời gian dự định là 3 giờ. Thôi đi.